Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ukraine mở đợt tấn công lớn bằng UAV vào lãnh thổ Nga. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua rực lửa tại mặt trận Donetsk với các cuộc tấn công liên tục từ phía Nga. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 21 tháng 6 có 99 cuộc đụng độ xảy ra trên tiền tuyến. Trong đó, giao tranh ác liệt tiếp diễn ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ngày qua nói rằng, trong khi tình hình ở Kharkiv dần ổn định, thì tỉnh Donetsk hứng các đợt tấn công của Nga gần như mỗi ngày. Ông Zelensky nói, tình hình ở Kharkiv đang ổn định hơn, còn ở Donetsk rất khó khăn, đặc biệt là hướng Pokrovsk, với hàng chục đợt tấn công của Nga mỗi ngày. Điều rất quan trọng là phải trụ vững ở đó, tiêu diệt đối phương và không cho Nga bất kỳ lý do nào để hy vọng thành công trong cuộc chiến. Trong ngày 21 tháng 6, máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công 4 nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar Krai và Astrakhan, Nga, cũng như các địa điểm quân sự khác của Moscow, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay. Ukraine cho biết các nhà máy lọc dầu Afipsky, Isky và Krasnodarsky, tỉnh Krasnodar Krai, nhà máy lọc dầu Astrakhan, tỉnh Astrakhan, các trạm radar và trung tâm tình báo điện tử của Nga ở bán đảo Crimea và tỉnh Bryansk, Nga đã bị tấn công. Ngoài ra, Kiev cũng nhắm mục tiêu vào các địa điểm cất giữ UAV Shahed của Moscow, các tàu nhà huấn luyện cũng như trung tâm chỉ huy và liên lạc UAV ở tỉnh Krasnodar Krai. Phía Nga cho biết bắn hạ hơn 100 UAV trong cuộc tấn công hàng loạt vào Crimea, Krasnodar Krai và Volgograd Oblast đêm 21 tháng 6. Nga tấn công thành phố chiến lược ở Donetsk. Ngày 21 tháng 6, ông Naza Voloshin, người phát ngôn lực lượng Kortisia của Ukraine nói rằng quân đội Nga bắt đầu tấn công thành phố Chasivya Donetsk từ hướng thành phố Torez Donetsk vài ngày trước, theo Kiev Independent. Trong tuần qua, các cuộc tấn công của Nga diễn ra liên tục, ông Voloshin nói. Cho biết, quân đội Nga đã 3 lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Ukraine gần Chasivya và Klitschivka trong tuần. Theo người phát ngôn, tình hình trong tầm kiểm soát của Ukraine và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Nga coi Chasivya là thành phố chiến lược để làm bàn đạp tiến sâu hơn tới các thành phố khác của tỉnh Donetsk. Tuần thương vong lớn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 6 cho biết, lực lượng Nga thực hiện 14 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các sân bay quân sự và địa điểm của lính đánh thuê Ukraine trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS. Trong tuần, nhóm chiến đấu Battle Group North của Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến và gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho 3 lữ đoàn Ukraine. Tổn thất của quân đội Ukraine do nhóm Battle Group North gây ra trên hướng Kharkiv là 1.980 binh sĩ, 4 xe tăng, 2 thiết giáp và nhiều khẩu pháo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga gây ra khoảng 3.330 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 2 xe tăng, 15 thiết giáp và 25 khẩu pháo của đối phương trong tuần qua. Nga nói rằng nhóm chiến đấu phía Nam của nước này tuần qua cải thiện các vị trí tiền tuyến, gây tổn thất cho Ukraine 4.290 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài. Tương tự, tại các khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất tới 2.530 binh sĩ, 13 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới, 53 khẩu pháo dã chiến và 2 bệ phóng tên lửa đa nòng RAD từ ngày 15 đến 21 tháng 6. Trong khi đó, nhóm Battle Group X của Nga tuần qua giành được các vị trí thuận lợi hơn và giành quyền kiểm soát một khu định cư ở tỉnh Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga phá hủy 397 UAV, một tên lửa Neptune MD, 8 quả bom thông minh Hammer và 55 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao HIMARS của Ukraine trong tuần qua. Nga phóng lượng lớn tên lửa UAV vào Ukraine, thương vong hàng ngàn lính hai bên. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng, mặt trận Donetsk và Kharkov vẫn là tâm điểm trên chiến trường. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, ngày qua các lực lượng Nga thực hiện 96 cuộc tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến, phần lớn là ở khu vực Pokrovsk, tỉnh Donetsk, trong khi quân phòng thủ Ukraine đang giữ vững các tuyến phòng thủ, theo hãng thông tấn Ukrinform. Ở tỉnh Kharkov, quân Nga tấn công bằng cách sử dụng 6 quả bom dẫn đường từ các hướng của Belgorod và Sebekino. Các địa phương thuộc thành phố Vovchansk, Neskutne và Lipsy đều bị bắn phá nặng nề. Theo dữ liệu sơ bộ, khoảng 59 binh sĩ Nga tại Kharkov bị loại khỏi vòng chiến, một số binh sĩ Moscow đầu hàng. Thành phố Pokrovsk, Donetsk vẫn là khu vực giao tranh nóng nhất toàn mặt trận.
Ngày qua có tới 14 trận giáp chiến giữa hai bên lực lượng tại Poprox, bao gồm ở các địa phương Sokin, Vodvizhenka và Novoalexandrivka. Trong ngày qua, các lực lượng Nga tấn công các khu định cư Yevhenivka, Voche và Nova Poltavka bằng bom dẫn đường trên không. Theo dữ liệu sơ bộ, có tới 295 binh sĩ Nga tại Poprovsk bị loại khỏi vòng chiến. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng phá hủy 3 xe tăng bọc thép, 2 khẩu pháo, 1 đơn vị thiết bị đặc biệt và 1 trạm điều khiển UAV của đối phương. Nga tập kích Ukraine trong đêm. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Tư lệnh Không quân Ukraine ông Mykola Oleschuk cho biết, trong ngày 20 tháng 6, quân Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa phóng từ trên không, tên lửa phóng từ trên bộ và máy bay không người lái UAV. Theo ông Oleschuk, đối phương sử dụng 9 tên lửa và 27 UAV tấn công, gồm 4 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 phóng từ oanh tạc cơ Tu-95MS phóng từ biển Caspi, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng từ tỉnh Voronezh, Nga, 2 tên lửa đất đối không KH-59 được phóng từ không phận biển Azov, 27 UAV Shahed, 131, 136 phóng từ thị trấn Primorsko-Ahtarsk, tỉnh Krasnodar, Krai, Nga. Ông Oleschuk cho biết các đòn tấn công của Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng, hướng tấn công chính là miền đông Ukraine, đặc biệt là tỉnh Dnipropetrovsk. Theo ông Oleschuk, lực lượng phòng không Ukraine phá hủy 32 tên lửa và UAV của Nga gồm 4 tên lửa hành trình KH-101, KH-555, 1 tên lửa không đối không có điều khiển KH-59 và 27 UAV tấn công Shahed 131, 136. Nga hạ hơn 1.000 lính Ukraine ở Donetsk, Kharkov. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác và UAV vào cơ sở năng lượng của Ukraine để trả đũa việc Kiev nỗ lực phá hoại các cơ sở năng lượng của Moscow. Để trả đũa cho những nỗ lực của chế độ Kiev nhằm phá hoại các cơ sở năng lượng của Nga, quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và UAV vào các địa điểm năng lượng của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công, bộ này cho biết. Bộ này cho biết rằng Ukraine mất khoảng 290 binh sĩ và một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở Kharkov trong ngày qua, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc liên tục tiến sâu vào phòng tuyến thủ của đối phương. Họ gây thiệt hại nặng nề về nhân lực và trang thiết bị cho Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 120 và 127 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Tikhoye, Volchan, Lubokoye và Lipsy ở Kharkov, bộ này cho biết. Theo đó, ngoài thiệt hại nhân lực, quân Ukraine còn thiệt hại nặng nề về khí tài quân sự gồm 3 xe cơ giới quân sự, 1 hệ thống M142 HIMARS, 1 pháo Panzerhaubitze 2000 Đức sản xuất, 2 pháo D-20, 1 pháo lựu D-30, 1 trạm radar phản pháo AN-TPQ-50 Mỹ sản xuất. Trong ngày qua, nhóm tác chiến phía Tây Nga gây thương vong cho 3 lữ đoàn của quân Ukraine và đẩy lùi 2 cuộc phản công của Kiev trong ngày qua. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Tây chiếm được những vị trí có lợi hơn và gây thương vong cho các đội hình của lữ đoàn cơ giới số 14, 21 và 116 của quân đội Ukraine. Các nhóm này đẩy lùi 2 cuộc phản công của các đơn vị thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Quân đội Ukraine mất 500 binh sĩ trong khu vực mà nhóm tác chiến phía Tây phụ trách, và nhiều khí tài như xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân M113, pháo M777, pháo M119 và trạm radar phản pháo AN-TPQ-37 đều do Mỹ sản xuất. Tại Donetsk, quân Nga hạ khoảng 1.305 binh sĩ và hàng loạt khí tài chủ lực của Ukraine trong ngày qua. Các lực lượng Moscow tiếp tục phá hủy nhiều khí tài của Kiev, gồm xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, xe cơ giới quân sự pháo lựu FH-70 Anh sản xuất, pháo D-20, pháo L-119 Anh sản xuất, hệ thống pháo phản lực bắn loạt RAK-SA-12 Croatia sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân Moscow gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội và thiết bị quân sự của Ukraine tại 105 khu vực trong ngày qua. Các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 105 địa điểm trên toàn chiến tuyến, bộ này cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Moscow trong ngày qua bắn hạ 74 UAV và 21 tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS của Ukraine.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!